Chào anh. Là có người như là có người chia sẻ thông tin là nên là anh biết hồi nào anh? Rồi, khuya hôm qua anh dâu nó chạy về cho hai là lúc khoảng 12 giờ khuya hôm qua. Là cái cô sáng giờ đây là con dâu của anh hả? À, con dâu. Hai đứa nó ra ngoài nó mở chỗ riêng, nó ở chỗ riêng ngoài. Dạ. Thì cái thông tin là cho anh là hai giúp khuya luôn ha. Khuya 3 giờ. Dạ. Như là hai đứa nó đi ra đây nè, lúc 12 giờ nó rủ nhau ra đây đặng nó nhảy cầu, mà thằng con của em thì nó nhảy, còn con dâu thì nó không nhảy nữa. Nhưng mà tới 3 tiếng hồ sau là 3 giờ khuya nó chạy về nó cho hai. Dạ, con dâu là trở về là con dâu điện cho anh hay luôn. Không, nó chạy lại nó đập cửa, nó biết nhà mà. À, nhà gần đó mà. À, chạy lại đập cửa cho anh hay luôn. Hai cho con chạy ra đây điện bà con cô bác ta tới ta hỗ trợ ta chỉ dẫn, lúc đó tay chân tôi run hết này. Dạ thì thì đây là bà con hiếu mà. Bà con hiếu đang đến đây để thắp hương, để khấn vái, để sớm tìm được em không bác chị? Chào anh. Là có người như là có người chia sẻ thông tin là nên là anh biết hồi nào anh? Rồi, khuya hôm qua anh dâu nó chạy về cho hai là lúc khoảng 12 giờ khuya hôm qua. Là cái cô sáng giờ đây là con dâu của anh hả? À, con dâu. À. Hai đứa nó ra ngoài, nó mở chỗ riêng, nó ở chỗ riêng ngoài. Dạ. Thì cái thông tin là cho anh là hay giúp khuya luôn ha. Khuya 3 giờ. Dạ. Như là hai đứa nó đi ra đây nè, lúc 12 giờ nó rủ nhau ra đây đặng nó nhảy cầu, mà thằng con của em thì nó nhảy, còn con dâu thì nó không nhảy nữa. Nhưng mà tới 3 tiếng hồ sau là 3 giờ khuya nó chạy về nó cho hai. Dạ, con dâu là trở về là con dâu điện cho anh hay luôn? Không, nó chạy lại nó đập cửa, nó biết nhà mà. À, nhà gần đó mà. À, chạy lại đập cửa cho anh hay luôn. Hai cho con chạy ra đây điện bà con cô bác ta tới ta hỗ trợ ta chỉ dẫn, lúc đó tay chân tôi run hết này. Dạ thì mình người trong gia đình mà mình nghe thông tin đó, coi như là con trai thứ hai nữa. Dạ, run rẩy lúc này, mở tiệm rồi riêng tư hết, có vợ rồi đó mà ăn không biết vợ chồng buồn sao, thì cái đó trong gia đình đó mình cũng không biết. Dạ, vợ chồng cắn đắng là chuyện ai cũng vậy, cái đó chuyện tất nhiên rồi, nhưng mà chính xác như thế nào mình không biết thì mình nói cái... không biết, không nói vậy được. Dạ thì cái thông tin đó em trai thì buồn chi gì mình cũng không biết luôn anh. Không, nó cũng có làm việc rồi, nó cũng có sửa xe, nó cũng giao tiếp lớn rồi, giao tiếp bên ngoài, quản lý hết công việc của nó đâu có hết. Dạ thì nãy còn giấy tờ nó làm ở trong đó mình đâu có biết đâu. Nãy thì mẹ của em Hiếu cũng có chia sẻ đó, cũng nói em Hiếu cũng có nói là nói với mẹ đó là con bị gạt, con bị lừa gì đó, rồi không biết bị cái vấn đề gì, mà chắc nghĩa là cái đó là vấn đề đó là nhắc nhở từ lâu rồi. Dạ. Nhưng mà tại vì con mình nó còn non quá, nó dướng này nó chịu, nhưng mà thực tế như thế nào thì nó biết rồi, nó không có nói, nó không chia sẻ với mình. Không nó chia sẻ cho ai trơn để mà tìm bây giờ hiểu. Nó đã chết rồi, nó nhảy cầu rồi, là giờ chỉ còn là dự đoán thôi, không có gì dạ. Chính xác hết. Dạ đúng rồi. Không chính xác gì, ở trên đó có camera có gì đó, giờ người ta hay lắm, người ta chích ra, người ta coi, người ta biết, sao đó. Dạ. Vậy là em Hiếu là con lớn của anh luôn ha? Con lớn, trai thứ hai. Dạ. 26 tuổi. 26 tuổi. Nãy mẹ của em Hiếu với lại vợ em Hiếu thì cũng có lên cái chiếc cano. Cái cano đang về kìa. Cano hồi nãy ở bên đội bên. Mấy chú ở bên cũng mấy cái đội bên đó, bên chú Tám. Đúng rồi. Ta xuống ta nói rồi, ta nói. À, không, cái này không phải chú Tám mà ở bên đội Cần Đước. Bên rất nhiều đội lắm. Cần Đước. Chú Tám chưa xuống phải mà. Chưa, chú Tám nói sáng ngày mai giáp cử. Đúng rồi, anh Tám Sang thì nói là bây giờ có đưa thằng Rặng xuống cũng không làm gì đâu, trong lúc mênh mông mà. Dạ. Hỏi là mấy ông xuống mà ông kiếm. Cano đang đi về nè. Cano đang về. Xin phép anh. Dạ, cảm ơn anh. Của anh chị thì đây là
ba của bé Hiếu quá anh chị, ba là như là có đến đây, đến đây để mà thắp hương cũng như là khấn vái thần linh cũng như là thổ địa cũng như là những cái gì phước mặt phước ngoài ở đây để mà sớm tìm được em Hiếu của anh chị. Nhà em Hiếu thì nghe nói là ở bên đâu, ở Cần Giuộc nè chị, của anh chị. Nhà em Hiếu nó ở bên đâu, Cần Giuộc. À, xa xa đó thì em thấy cái chiếc cano hồi nãy bên đội cứu hộ bên Cần Đước cũng có chở mẹ của em Hiếu và là vợ của em Hiếu đi tìm, và anh thấy là đang đi về của anh chị. Không biết có phải hôm rất là xa luôn. Chị cùng chờ thông tin của bên mẹ của em Hiếu cùng với những anh em đi tìm trên chiếc cano bên đội cứu hộ của Cần Đước nha. Đang về các anh chị, chạy sắp tới khoảng 30 giây nữa sẽ tới nha. Có anh chị cano của bên đội cứu hộ bên huyện Cần Đước đang dần dần tới nha. Chiếc cano bên đội cứu hộ bên huyện Cần Đước như nãy giờ cũng đã chở mẹ của em Hiếu và vợ của em Hiếu đi tìm nãy giờ của anh chị. Bây giờ chạy ngang đây nè, không biết có ghé vô đây không hay là chạy luôn nữa nè. Thưa các anh chị, thì như là mẹ của em Hiếu với lại vợ của em Hiếu đang ngồi trước mũi cano nhé. Mấy người ở sau, ngồi ở sau thì mặc áo phao quá, thì như là bên huyện, bên đội cứu hộ bên huyện Cần Đước. Như vậy là chiếc cano chạy thẳng là phía trước luôn quá chị. Mấy sông bên đây nha. Thì chiếc cano cũng đã đi thẳng luôn rồi, bây giờ tiếp tục cái hành trình đi thẳng lên kia để mà tìm nữa các anh chị. Đây cano chạy tốc độ cực cao. Đây thì có năm anh tình cano, bốn ba chị và tám người, tổng cộng là 8 người nha. Chưa giáp cử 24 giờ nha. Bây giờ thì đi tìm thì rất là khó khăn. Chưa 4 giờ đợi lên á. Thì cano cũng đã chạy khuất qua luôn rồi các anh chị. Hồi nãy thì cano đi hướng kia. Cano đi hướng kia và chạy về hướng đó. Và bây giờ thì đã đánh được một cái vòng và bao nhiêu là quay lại hướng bên em đứng nè. Và bây giờ thì chạy thẳng lên kia luôn rồi. Thẳng lên kia để mà tiếp tục hành trình tìm kiếm em Hiếu của anh chị. Thì có anh chị xem video cho em một lượt chia sẻ nha. Mọi người thương em là cho em một like cũng như một chia sẻ để video em có sức lan tỏa, đến được nhiều người xem, để có nhiều cái cơ hội sớm tìm được thi thể của em Hiếu này hơn nha. Chị.
thì nó ra ba của em Hiếu cũng đã đến với anh chị nha, cũng đã đến thấp hương cầu nguyện cho sớm tìm được em. Mấy ngày là nhiều rồi. Anh chị thì em thấy là đây là cũng có một cái anh trai, anh trai không biết là người thân như thế nào với em Hiếu nè, cũng có đến đây thắp nhang để cầu nguyện sớm tìm được em nè các anh chị. Đây là người thân các anh chị, chắc có lẽ là người thân bên gia đình của em Hiếu. Người thân thì đến đây cũng rất là đông các anh chị. Nhiều những người thân đang vào đây để mà hóng thông tin từ em Hiếu của anh chị. À, thì em thấy là cái chiếc bo đang chạy qua đây mà không biết là cái chiếc bo là lúc đầu hay sao này của anh chị. Đây. Đúng rồi của anh chị, giống cái chiếc cano mà lúc đầu lại chở mẹ của em Hiếu với lại vợ của em Hiếu á đi tìm á các anh chị, như là đang trên đường chạy qua đây nè, trên đường chạy về nè. Đây cô chị thì đây là mẹ Hiếu hồi nãy đi chung với các anh ở công vườn đây đi tìm. Đúng rồi các anh chị, chiếc cano này nãy chở mẹ với lại vợ của em Hiếu. Và bây giờ đang cập vào bờ của anh chị. Thì nãy giờ cũng đi tìm ở gần tiếng hồ nhưng mà không biết là thông tin như thế nào nha. Bến của anh chị nha. Bây giờ thì chiếc cano bên đội cứu hộ của Cần Đức đã cập bến các anh chị nha. Vẫn chưa có thông tin gì nhé các anh chị. Thời gian này chưa đâu.
giờ. Đúng rồi, sáng nay cái xào bỏ lên thì xô ra em Hiếu không cầm được dòng nước mắt anh chị nha. Và như vậy thì vẫn chưa tìm được như anh chị. Thì bây giờ thì cano bên nội cứu hộ của Tâm Rước đang đi về. Chị thì bây giờ là coi như là đi thì đi như vậy thôi chứ cho gia đình vui thôi chứ bây giờ thì cũng chưa có nổi lên các anh chị tìm cho chở gia đình đi tìm cho gia đình vui thôi chứ chưa được 24 tiếng thì chưa tới cửa cho nên là cũng chưa có nổi lên. Thì ngày mai thì khuya nay có chị 12 giờ khuya thì đúng giáp cử mới nổi lên nha. Thì nay thì bên đội cứu hộ của bên Cần Đước sẽ tăng cường thêm một hai chiếc cano nữa các anh chị để mà tiếp tục hỗ trợ gia đình tìm kiếm thời gian càng sớm càng tốt. Và đây là mẹ của em Hiếu các anh chị, mẹ xúc động như là nói ra một tiếng là coi như là xúc động một khóc mà của anh chị rất tội luôn.
chào thưa các bạn chị xem video, thì mỗi người cho em một like cũng như là một chia sẻ đó các bạn chị nha. Chia sẻ cho video em lan tỏa để được nhiều người biết đến và cơ hội tìm thấy em Hiếu này sẽ dễ hơn nha. Thì thấy gia đình này đến đây mà không chào sáng giờ từ từ tin của em thì thấy rất là tội các bạn chị. Mẹ của Hiếu thì rất là xúc động, khóc suốt luôn các bạn chị. Ủa cái này cái nãy gió nó ngã sao nó rớt mình bông bể. Lộn cái xe để cái chân gì nó chợ đạp miệng. Mang dép đi. Anh chị xem cho em chia sẻ của anh chị nha, chia sẻ mạnh tay luôn của anh chị để được nhiều người cùng biết đến và cơ hội tìm thấy em Hiếu này sẽ sớm hơn nha, sẽ dễ dàng hơn. Dạ cảm ơn của anh chị rất nhiều ạ. Thấy mẹ em Hiếu thì coi như là nóng ruột, như là lúc nào cũng thấy là coi như là buồn cho con chị thấy và xót. Có ai hỏi hay một tiếng gió thì chị đã không cầm được dòng nước mắt luôn. Thấy rất là tội luôn các bạn chị ơi. Mấy tháng trước là có cũng có vụ gì buồn không? Anh có chuyện gì cũng muốn tâm sự với ai, giấu một mình. Lấy không kịp. Em chưa kịp lợi chiếc xe để mua lợi quay lợi.
nhảy xuống xuống dưới đây kêu cứu mà. Tại vì hai vợ chồng đi mà. Đi hai vợ chồng tính nhảy luôn, hai vợ chồng đi chết. Đi tự giận. Hai vợ chồng đi đồng lòng rồi bắt đầu tới. Đi đồng lòng luôn ha. Đồng lòng rồi tới đó kêu vợ. Nhưng mà cái chuyện gì mà xảy ra mà không vợ chồng đồng lòng vậy? Cao quá. Hiếu biết lỗi với em. Dạ Hiếu biết bơi. Biết bơi mà chạy xuống là chết liền. Một chiều cứu 2 tiếng mà bơi luôn. Câu không kịp đâu. Xa quá, nó lộ trên cầu xa quá. Nhảy xuống là tức lên rồi. Tức ngực lên. Còn mà hãy chân xuống là nó có thể gãy chân luôn. Tại vì còn là cao quá. Rất cao. Đợt thằng 23 tuổi á. Chiến cầu này thành lập hồi đó là nó rất lên chân luôn, ngang cái đụng cái chục người dưới đây là phải ép luôn. Mấy người đập cái lông ép luôn, rất kỳ. Đúng rồi, đã cần cầu này 3 tuổi nhảy á, chân mấy dưới gốc á, coi coi xét là thấy người đó thợ là mấy cách cái đụng thợ là chôn cái thằng đó rách đụng cái xương trong nó rách đâm ra chắc cũng vậy, quá là cao luôn, cao chứ cứu đâu đó, giờ ai cứu kịp cũng cứu, ở đâu có ai đi ngang đâu mà ở có mà cũng không dám nhảy nữa, không dám nữa, xa quá. Đôi khi có ghe đồ á, có ghe được. Nếu mà có ghe đồ người ta thấy còn này trên đó là dần cũng xa. Vào 12 giờ không biết trên cầu không biết có ai xuôi tiếng không. Còn ghe điểm đó còn. Thì là mình muốn chết thì cũng có người dùng. Nói chung là có nghĩa chỉ như cái cầu cầu á, như cái trường hợp này cái cầu này là cách như từng lễ 10 bữa, từng lễ 10 bữa là mới có nhảy. Con này phải lập cái đó. Rất là tội luôn các bác anh chị. Đây cũng có một người chị nè, không biết là người chị hay là một cái thân đến đây để mà thắp hương cho em Hiếu. Thân của em Hiếu đang thắp hương và bên qua bên miếu để mà cầu nguyện sao cho sớm tìm được em con về nhà đó các anh chị. Đó thì các anh chị xem video thấy thương cũng như là cho em một chia sẻ cũng như là
cầu nguyện của gia đình, họ đang mong với đạo Phật của anh chị để sớm tìm được thi thể của em đem về cho gia đình làm lễ mai táng của anh chị. Thì nằm dưới lòng sông như này thì cũng thấy rất là lạnh lẽo. Sáng giờ thì mẹ của anh Hiếu ở đây thì như là anh thấy là con khóc sướt mướt luôn của anh chị, và cái nói là xỉu có chục lần rồi, thấy rất tội luôn của anh chị. Dạ thì video của em nãy giờ cũng đã dài rồi, em xin kết thúc video ở đây. Có những thông tin nào mới em sẽ cập nhật cho các bác mình gửi đến các bác chị mình cùng xem. Cảm ơn các bác chị mình rất nhiều đã ủng hộ anh có thời gian vừa qua. Chúc các bác chị mình buổi ngày mới xem video thật vui vẻ.